Nghe nói khi mà Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu đó, thì cái quả tim đốt không cháy. Cái quả tim của Hòa Thượng đốt không có cháy, mà đốt đến 3.000 độ không cháy nữa. Cái này là chính mắt Thầy thấy là không cháy thiệt. Thì cái khi đó cái quả tim này đốt không cháy rồi đó, lúc bây giờ đó mới đem về chùa Ấn Quang để đó. Cho nên ban đầu thì đem để trong một cái lọ bằng thủy tinh để cho mọi người đó tới chiêm bái. Thì cái quả tim nó cũng bằng cái ly của Thầy. Ở đây không biết ai lớn tuổi mà trong thời đó còn hả? Trong thời đó còn lại thì có tới chiêm bái cái quả tim của Hòa Thượng Quang Đức để ngay chùa Ấn Quang. Ta nên một thời gian sau rồi đó, thì qua tới cái năm 75 Thầy đi du học. Thì ở nhà Thầy nghe nói là cái quả tim của Hòa Thượng Quang Đức thì lúc bây giờ đó sợ người ta đánh cắp đi, cho nên mới đem bỏ vô trong một cái tháp đó. Bỏ vô trong cái tháp đó, rồi hàng kín lại, đem gửi ngoài ngân hàng, lúc lên là ngân hàng Pháp, đem gửi cho ngân hàng Pháp nó giữ cái tủ ở trong ngân hàng. Rồi tới năm 75 nó giải phóng tới đó, thì cái trường hợp đó nó người ta tiếp thu ngân hàng đó, thì người ta tiếp thu luôn cả cái tháp này, nó đem về ngoài Hà Nội. Đem về ngoài Hà Nội cho năm 1981 á, thì Phật giáo chúng ta thống nhất lại đó. Thì lúc bây giờ đó, nhà nước mới kêu trả cái tháp đó lại cho mình. Thì trả tháp đó đó, thì Hòa Thượng Thiện Từ Nhân đó mới ra nhận cái tháp này. Nhận cái tháp này đem về để Việt Nam Quốc Tử. Từ đó tới bây giờ thì Thầy không có thấy cái quả tim nữa. Thì bây giờ đó là chắc chắn mọi người chúng ta thì ai cũng muốn biết là cái quả tim trong này còn hay là mất, phải không? Rã hay là không rã? Thì nghe nói Đức Phật đã bảo nhập diệt từ lâu rồi mà sao lại còn nghe tiếng đấy? Không biết còn thiệt không? Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mới bảo rằng Đức Phật đã bảo có cái nguyện, tức là ai mà muốn thấy được thân ta đó thì phải tập trung hết phân thân của cái vị Phật này lại thì mới mở cánh cửa tháp được. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mới tập trung hết phân thân của Ngài lại trong mười phương, thì lúc bây giờ đó mới mở cái tháp Đà Bảo ra.